Mời quý vị trở lại với phần tin địa phương. Phần tin này được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar, công ty BD Home Group Inc. và ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin địa phương hôm nay là tin về việc 33 thành phố ở Bay Area có giá nhà trung bình 2 triệu đô la. Danh sách các thành phố ở Bay Area nơi giá nhà trung bình trên 1 triệu đô la không cần ấn tượng nữa vì giá nhà ở đa số thành phố đã ở mức này. Điều ấn tượng hơn hiện nay là lọt vào danh sách các thành phố nơi giá nhà trung bình là 2 triệu đô la. 33 thành phố ở khu vực Bay Area, 9 quận hạt đã đạt được danh hiệu này. Ngoài nghi ngờ thông thường như Atherton và Woodside, danh sách còn có nhiều thành phố ở rìa Bay Area nơi giá nhà tăng vọt do làm việc từ xa khiến những nơi này trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Một trong những địa điểm mới có mặt trong danh sách là Danville, thành phố 43.000 dân ở phía nam núi Diablo, nơi giá nhà trung bình tăng gần gấp đôi trong 8 năm qua, lên 2 triệu đô la so với 1 triệu 200.000 đô la hồi năm 2016. Nhân viên môi giới bất động sản Kevin Cox cho biết giá nhà tăng vọt trong đại dịch khi người mua nhà tìm kiếm các thành phố như Danville với những lô đất lớn hơn và không cần chú ý đến thời gian đi lại. Trong số các thành phố trong danh sách, Danville là một trong những nơi có tỷ lệ tăng giá cao nhất, tăng 7% một năm. Mặc dù thành phố có thêm khoảng 20.000 dân kể từ thập niên 1970, nó vẫn là thành phố nhỏ. Nhiều thành phố trong danh sách duy trì danh hiệu thành phố giàu có bằng cách làm cho gần như không thể xây dựng ở đó. Woodside, nơi giá nhà trung bình là 3 triệu 800.000 đô la, công bố thành phố là nơi sinh sống của báo sư tử để ngăn chặn một luật mới của tiểu bang cho phép xây dựng 4 đơn vị nhà ở trên lô đất nhà đơn lẻ. Ở Lafayette, với giá nhà trung bình là 2 triệu đô la, cư dân đối đầu với một nhà phát triển trong 12 năm qua vì dự án 315 đơn vị nhà ở. Trong khi ở Arlington, các lãnh đạo công nghệ và nhà đầu tư cùng với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry cùng nhau phản đối kế hoạch của thành phố để xây dựng 348 đơn vị nhà ở mới. Tiếp đến là tin, hai chuyến bay của Delta Airlines đi San Francisco bị trục trặc động cơ. Phi cơ của Delta Airlines gặp 4 trục trặc lớn trong vòng 48 giờ đồng hồ trong tuần trước, trong đó có hai chuyến bay đi San Francisco. Chuyến bay GL-475 từ Boston đi San Francisco quay lại giữa chuyến bay khi động cơ bên trái bị trục trặc trong lúc cất cánh hôm thứ Năm tuần trước. Phi hành đoàn trên phi cơ Airbus A321-200N trở lại phi trường quốc tế Logan ở Boston khoảng 20 phút sau khi khởi hành. Hôm thứ Sáu, một chuyến bay khác của Delta, chuyến bay GL-916 từ Atlanta đi San Francisco bị hư động cơ bên phải giữa chuyến bay do mất dầu và áp suất. Phi cơ Boeing 757-200 chuyển hướng đến Salt Lake City đáp xuống an toàn sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Chuyến bay thay thế đến San Francisco trễ khoảng 8 giờ so với lịch trình ban đầu. Các chuyến bay khác của Delta cũng gặp trục trặc trong ngày 20 và 21 tháng 6. Chuyến bay GL-92 từ New York đi Berlin gặp trục trặc với bộ thắng chống trượt trên không phận Anh Quốc. Phi hành đoàn trên phi cơ Boeing 767-300ER đề nghị phi đạo dài nhất ở Berlin và cứu hỏa cứu nạn khi chuyến bay đến. Phi cơ đáp an toàn ở Berlin hôm thứ Sáu. Ngoài ra, chuyến bay GL-1245 từ West Palm Beach đi Boston bị cháy động cơ bên trái ngay sau khi cất cánh hôm thứ Năm. Phi hành đoàn trên phi cơ Airbus A320 dập tắt đám cháy trong lúc quay trở lại West Palm Beach. Phi cơ đáp an toàn, động cơ được sửa chữa và hoạt động trở lại sau đó. Hạ viện California thông qua dự luật cho phép các nhà hàng phụ thu. Dự luật phút chót cho phép nhà hàng phụ thu ở California tiến thêm một bước để trở thành luật vào hôm thứ Hai. Hạ viện California nhất trí chấp thuận SB 1524, dự luật phản hồi sự phản đối vì ngành nhà hàng được đưa vào dự luật SB 478, luật những loại phí ẩn mới của tiểu bang, trong đó cấm phụ thu chuẩn bị có hiệu lực từ tháng 7. Dự luật SB 1524 sẽ cho phép các nhà hàng tiếp tục thu tiền tip bắt buộc, phí dịch vụ và các loại phí khác, miễn là những loại phí này thể hiện rõ trên thực đơn nhà hàng. Thượng viện phải chấp thuận những thay đổi cuối cùng trước khi dự luật chuyển lên bàn thống đốc. Được Thượng nghị sĩ Bill Dodd giới thiệu trong tháng này, dự luật được đẩy nhanh qua quy trình lập pháp giữa lúc căng thẳng giữa nhà hàng và thực khách vì dự luật SB 478.
Nhiều chủ nhà hàng hy vọng dự luật được thông qua trước ngày 1 tháng 7 để ngăn chặn tác động lớn đến ngành nhà hàng như tăng giá và giảm lương nhân viên. Trong khi đó, nhiều khách hàng khen ngợi lệnh cấm những loại phí ẩn bất bình vì luật này cuối cùng không áp dụng cho nhà hàng. Một số nhà hàng ở Bay Area thông báo thay đổi mô hình của họ trong tuần này trước khi SB 478 có hiệu lực, như nhà hàng Kamis Hai Sao Michelin ở Oakland đưa phí dịch vụ 20% vào giá thực đơn. Phó thống đốc Eleni Konalakis, Hiệp hội Nhà hàng California và nghiệp đoàn United Here ủng hộ dự luật mới, trong khi Liên đoàn Người tiêu dùng California phản đối. Tiếp theo là tin luật sư Tony Brass thôi đại diện cho thị trưởng Oakland Shantou. Luật sư Tony Brass, người đồng ý đại diện cho thị trưởng Oakland Shantou, sau khi FBI khám xét nhà của bà vào tuần trước, hôm thứ Hai công bố ông không còn đại diện cho thị trưởng nữa. Ông Brass xác nhận ông thôi đại diện cho thị trưởng vài giờ sau khi bà Tao phát biểu tại tòa thị chính, lên án cuộc khám xét và cuộc vận động bãi nhiệm bà. Vài phút sau khi đưa ra quyết định, ông Brass giải thích tại sao ông không đại diện cho bà Tao nữa. Ông nói rằng vì phương hướng của hai bên khác nhau trong vụ này. Luật sư cũng cho biết ông không biết bà Tao sẽ phát biểu với truyền thông trong ngày thứ Hai. Ông lẽ ra khuyên bà không nên phát biểu với truyền thông. Tối thứ Hai, thị trưởng cũng phát đi thông báo về việc ông Brass không còn đại diện cho bà nữa. Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, ông Brass nói rằng cả ông và bà Tao đều không biết bất kỳ chi tiết nào về cuộc điều tra liên bang, nhưng bà Tao sẵn sàng hợp tác với nhà chức trách. Bà Tao chưa nhận được yêu cầu cung cấp tài liệu hay thông tin, nhưng bà sẽ cung cấp nếu được yêu cầu. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS Bay Area, ông Brass nhắc lại bà Tao không phải là mục tiêu của cuộc điều tra. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi công ty BD Home Group Inc. chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house, đặc biệt có nhận xây mới tiệm nail, nhà hàng, boba multi. Xin gọi 657-535-6789 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi Chacha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013 408-780-2013. Don't overpay for your ADU. Don't overpay for your ADU. Quý vị muốn tiết kiệm tiền và không muốn mất quá nhiều tiền và thời gian cho việc xây cất ADU. Việc xây cất ADU chưa bao giờ dễ dàng như thời điểm hiện tại ở California, đặc biệt ở San Jose và các thành phố lân cận. Hiện nay, công ty BD Home Group đã có 4 kiểu mẫu ADU đã được approve. Quý vị có thể chọn một trong 4 kiểu ADU này để tiết kiệm thời gian xin permit bản vẽ để tiến hành xây dựng ADU của quý vị một cách nhanh chóng. Công ty BD Home Group chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm uy tín trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và tư vấn các công trình nhà ở, sửa chữa nhà cửa đến các công trình cấp cao, v.v. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xóa tan mọi lo lắng và mang lại không gian sống và làm việc tốt nhất cho quý vị với giá cả vô cùng rẻ. Công ty sẽ giúp quý khách lo từ bản vẽ đến giấy phép hợp lệ để xây dựng, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin hãy gọi ngay cho công ty BD Home Group số phone 657-535-6789 và số phone hotline là 669-699-6999. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nail. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.
Kính thưa quý vị, và sau cùng là phần Closing News, người Peru chào đón đồng chí với nghi lễ Inca. Diễn viên tái hiện lễ hội mặt trời, còn gọi là Inti Raymi ở thành phố Cusco ở Peru vào hôm thứ Hai nhân dịp đồng chí. Nghi lễ diễn ra bên trong khu phức hợp Sacsayhuaman. Đây là dịp tôn vinh mặt trời và bắt đầu khi một thủ lĩnh Inca tiến vào, xung quanh là thần dân của ông. Sau đó, ông rót thức uống làm từ bắp lên men, được gọi là chicha lên mặt đất để làm lễ vật dâng lên mẹ trái đất. Yucat Lia từ Argentina đến cho biết nghi lễ rất độc đáo. Đỉnh điểm của nghi lễ là hiến tế giả một con El Ama dâng lên thần mặt trời Inti. Các tu sĩ Inca lấy tim của con vật ra và đặt trên lửa để dự báo số phận của đế chế Tuhan Tensuyo. Inti Raymi là lễ hội Inca quan trọng nhất. Inti Raymi bị cấm vào năm 1572 bởi Viceroy Francisco de Toledo, người Tây Ban Nha, vì cho rằng đây là nghi lễ ngoại đạo trái với niềm tin Công giáo. Ngày nay, đây là một trong những lễ hội quốc gia lớn ở Peru, được hồi sinh cách đây khoảng 80 năm. Puyai, son koi kusiri tita munani. Puyai kutaita. Hoy wan pascheitan rikurkani. Apukuna kalpalchawaiku. Kampas wilaku irikus kai kita. General, en el imperio, recibamos. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi. Nam Minh và Ngọc Thúy xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có một đêm an lành.